À, xin chào chị, thì em lên thêm cây gọng kính Nhật nữa anh chị ha. Cây này hàng bãi, hàng dùng rồi, mắt đang sẵn độ. Cái này thật độ cũng nhẹ thôi, cái này gọng còn khá là đẹp. Cái này thì anh chị mua về lấy gọng thôi anh chị ha, lấy gọng để thay mắt thôi. Cửa sáng khá là ok. Nếu anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo nhé, 090 22 77 552. Em cảm ơn.